Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game nhưng mà không phải là chơi game theo một cách bình thường. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi kinh điển có tên là Chú Khủng Long. Mình gọi là như vậy thì chắc chắn là mọi người đã chơi trò chơi này rồi. Thì muốn chơi trò chơi này cũng dễ lắm, mọi người chỉ cần rút dây mạng ra. Thì vì một số sự cố nên mình sẽ không thể nào rút dây mạng ra để mà chơi trò chơi này được, nên là mình sẽ tìm trò chơi này trên online. Ok, nó đây nè mọi người. Ok, được rồi mọi người. Và mình sẽ chơi trò chơi này nhưng mà mình sẽ ăn ớt mỗi khi mình thua. Đúng như mình nói, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là 4 trái ớt hiểm. Nếu như không đủ là Hồng lấy thêm. Nhưng mà trước mắt chúng ta chuẩn bị 4 trái đây nè. Mỗi khi mình thua là mình sẽ cắn nó một lần, kiểu vậy. Và mình sẽ cứ tiếp tục chơi và mình sẽ không được phép uống nước. Nếu như mình uống nước là mình bỏ cuộc. Mà bây giờ nếu như mình muốn uống nước là mình phải đi xuống lầu mình uống nước lận. Chưa đây là không có nước. Và mục tiêu của mình chính là mình sẽ đạt khoảng bao nhiêu điểm ta? 10.000 điểm đi. Có một trong hai cách mà kết thúc video này. Một là mình được 10.000 điểm mà mình chiến thắng, hai là mình không chịu được nổi nữa là mình sẽ bỏ cuộc và mình kết thúc video luôn. Ok mọi người đã rõ chưa? Rồi chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, let's go. Trò chơi này cũng như vậy đó mọi người. Chúng ta chỉ cần nhảy qua những cây xương rồng chướng ngại vật trước mặt và cúi xuống mỗi khi chúng ta nhìn thấy một con chim. Có hai dạng chướng ngại vật, chính là cây xương rồng là chim. Wait, what? Quầy, có nên nhát cái này không ta? Ủa tại sao nó tăng tốc bất ngờ vậy? Mình biết là trong video này chúng ta cần phải thua một lần, ít nhất là một lần, để cho mọi người thấy cái biểu cảm của mình khi mình ăn ớt. Bây giờ mình sẽ cắn thử một miếng nha mọi người. Mình chưa cắn trúng phần trong nên chưa thấy cay, cắn vào thêm nữa đi. Ok, cũng gọi là mình có thể chịu được. Ok, let's go đi nữa thôi. Wow, bây giờ có hồng nó rát kìa, do mình ăn ớt cay á. Ê, tăng tốc kìa mọi người. Dừng lại đi, đừng làm vậy chứ. Làm vậy chết lắm luôn mọi người. Ê, đúng rồi. Lúc mình nhảy là mình có thể cúi xuống để mà mình có thể đáp xuống đất lẹ hơn, để tránh khi mà mình nhảy lố quá bị dính. Mình thấy có 10.000 điểm nó hơi khó nha. Ôi, no. Cái này sao được 10.000 điểm nha. Thì thôi, mình sới thêm một lần nữa nha. Mọi người nhìn này, hồi nãy mình có cạp nó một miếng rồi nè. Giờ mình cạp nó thêm miếng nữa. Ok. Ây da. Cái cổ hồng mình khó chịu quá. Mình ăn ớt không vậy mình thấy khó chịu lắm mọi người. Bây giờ mình cảm thấy cay cú với con game này, và cũng như là cảm thấy cay cú cái cả cổ hồng của mình luôn. Oh, what the hell? Are you kidding me? Cạp thêm lần nữa nha. Trời ơi, sao mình làm này nhỉ? Cần hết trái ớt hay sao rồi nè. Nhưng mà mình vẫn chịu được. Chỉ là mình thấy cái cổ họng khó chịu quá. Đúng là một màn chơi ngu có thưởng mọi người. Ủa nữa hả? Ủa sao kỳ vậy? Con game là kỳ vậy? Chắc con game này có vấn đề rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Không lẽ mình phải chơi con game nguyên bản trên Google Chrome luôn ta? Damn, nó không có game khủng long cho mình chơi. Wow. Chúng ta phải chơi lại trò chơi này rồi. Ok, let's go. Mình cảm thấy là ba cái nút nhảy của mình nó không có. Ủa, chỗ đó nhảy kiểu nào? Trời, mình hiểu quá, chỗ đó thôi nhảy qua được trời. Mình hận game này. Nguyên cái đống xương rồng to đụng vậy sao mình nhảy qua được, trong khi bây giờ mình vẫn đang chạy chậm mà. Mình không hiểu. Giờ mới khi mình đạt khoảng 100 điểm là nó sẽ tăng nhanh tốc độ lên. Nghĩa là con game nó khó lắm mọi người ơi. Mình không thể nào đạt được 100.000 điểm cái gì đâu, nó khó lắm. Nó khác so với con game trên Google kia. Ủa sao lạ ta, mỗi lần mình ở trong lớp tin học của mình á, mình chơi con game này trong trường á, mình chơi được bình thường mà. Trong khi mình chơi PC nhà không chơi được. Nó giảm tốc độ hay gì vậy? Mình được điểm cao hơn bình thường rồi nè. Let's go. Câu lên. Cố trong video này chúng ta cần phải đạt được 1.000 điểm hay gì đó đi. Hay gì đó cao hơn nữa cũng được. Mình cũng mãn nguyện đó trời. No! Gần ngàn điểm! Chúng ta đang không một trái ớt ở nhà mọi người. Mình đã nuốt hết trái ớt rồi. Rất là... Wow. Không biết phải nói sao nữa.
Mọi người có cần nhìn cái mặt mình không? Đây mình lại gần cho mọi người xem nè. Cái mặt của mình chảy mồ hôi á, mọi người thấy không? Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng mà hơi nó cày. Tạm vậy là đã xong trái ớt. Chúng ta còn ba trái ớt khác nữa. Ở ngay đây, mình đoán là trong video này chúng ta ăn hết khoảng ba trái ớt này nữa đi là chúng ta vẫn chưa thể nào được 100.000 điểm cái gì đâu. Ớt cay của họng mình này, mình nói chuyện cũng khó khăn nữa. Nói chung là mình phải ăn cả chục cái trăm trái mới được 100.000 điểm. Bây giờ thậm chí 1.000 mình còn khó khăn nè. Trời ơi. Ok, đi lại thôi. Hương cay này nó kéo dài mọi người. No. Nữa trời. Mình không ổn tí nào hết. Mình cảm thấy là không ổn tí nào hết á. Ở đây. Nhảy qua đường, nhảy qua đường này. Ôi. Ê, ôi trời, sao nó làm? Nó làm chết sao? Ôi, no. Ôi, sao lại đừng có vụ mắt. Vụ mắt mất công mình bị cay mắt nữa trời. Chúng ta cùng ăn thôi. Wow. Cái ớt này nó không phải gọi là cay lắm mà nó kiểu cay kéo dài á, làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm mọi người. Mình sợ dĩ là một người thích ăn cay nhưng mà sao bây giờ mình thấy nó khó chịu lắm. Để không? Wow. Thở vào. Làm dịu cơn cay đó đi, cố lên. Cố được 1.000 điểm rồi, nó tăng tốc kìa. Đúng rồi, chúng ta cứ gặp mấy con chim chúng ta cứ cúi xuống đi. Cứ mình nhảy á là nó nguy hiểm lắm mọi người, giờ chết hơn á. Rồi bây giờ con mắt mình nó ứ nước mắt nè, bây giờ khó thấy đường lắm. Damn. Cố lên. Damn, let's go. Chúng ta là 1.000 điểm rồi. Yeah. Yes. No. Ủa sao mình ở nút nhảy nó không có nhảy lên trời. What? Yeah. Đây. À, trời ơi, đang làm trò ngu vậy trời. Sao phải ngồi ăn ớt vậy trời. Damn. Damn. Lại nữa, lại nữa. Ngoài xếp ba cây xương gỗng gần nhau nè, khó nhảy lắm luôn á. Muốn nhảy qua được đám đó mình còn phải gớt xuống liền, sau đó nhảy lên. Mà mỗi lần mình gớt xuống là mình không thể nhảy lên được. Không hiểu là sao luôn. Đây, gần 1.000 điểm rồi. Rồi, cái mặt mình ngứa quá. Mình muốn gãi cái mặt mình nhưng mà bây giờ một là mình sợ cay mắt, hai là bây giờ mình đang chơi game mình sợ chết lắm. Mà trước xài thì cũng chết à. Ok, kỷ lục mới. Kỷ lục mới. Yes, kỷ lục mới. Bây giờ dễ thở hơn lần trước hay sao nè. Giờ cứ canh á, cái canh mấy con cây xương gồng á, mình nhảy từ xa nó chứ không phải mình lại gần mình nhảy. Tại vì mình chạy nhanh rồi mới hay nhảy từ xa mình qua được. À, cố lên 2.000 điểm đi. 2.000 điểm đi, cố lên. Yes. 2.000 điểm. Ok. Mình hơn kỷ lục của cả 1.000 điểm lúc này. Wow. Mà sao bây giờ nó sắp xếp dễ hơn mọi người. Nó không có kiểu như hồi nãy. Ngộ ta. Biết đâu mình sẽ được 10.000 điểm hay 100.000 điểm gì đó. 100.000 điểm hơi xa mọi người. Mình thậm chí còn chưa từng được 10.000 điểm nữa cơ. Cố lên. Nhiều điểm lên, nhiều điểm lên. Yeah, mình đang đi xa. Yes, cúi xuống, nhảy qua. Chạp. Cố lên, 3.000 điểm, 3.000 điểm đi, 3.000 điểm. 3.000 điểm, 3.000 điểm. Let's go. 3.000 điểm thôi. Dạ, 4.000 luôn, 4.000 luôn đi. Mình nhớ chơi trên Google Chrome á là khúc này trời nó chuyển tối mà trong đây nó không chuyển tối mọi người. Trời nó bật tới sáng hoài á. Quá cái sức mạnh gì đây? Cái sức mạnh gì đây sao mình đi xa như vậy? Mình đang bùng cháy. Dạ. Nội tâm của mình đang bùng cháy. Mình đang bùng cháy với con game này. Yes. 4.000 điểm đi. 4.000 điểm, 4.000 điểm. Cố lên. Yeah, mình được 4.000 điểm rồi, 5.000 điểm luôn. Ok, mình có lẽ là khá là tham lam á. Nhưng mà chúng ta cứ chơi đến khi nào chúng ta thua thì thôi. Mà mình cảm thấy mức độ này là mình hơi bị khó thua nha. Wow, mình chơi thầy pro lúc nào cũng hay luôn. Chúng ta chỉ cần ăn và trái ớt thôi, chúng ta sẽ chơi thầy pro. Wow, sắp 5.000 điểm đến nơi luôn kìa. 4.000 năm rồi. Wow. No. What the hell. Với lại là
Ok, cũng đủ rồi, mình không muốn phải ăn ớt ở đâu. Mọi người này còn nguyên khúc đây nè, mình muốn kết thúc video bây giờ, nhưng mà bỏ như đây thì ổn quá. Vậy thì chúng ta kết thúc video bằng nguyên khúc này luôn đi. Mình sẽ cạp hết nguyên khúc này luôn. Ok, chúng ta còn chưa hai trái ớt cơ, nhưng mà mình không muốn chơi nữa, mình sẽ không muốn chơi nữa. Chúng ta được một cái điểm gọi là khá là cao rồi, mình không cần phải chơi nữa đâu. Ok, thì mình sẽ kết thúc video đây đâu mọi người ạ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video này, các bạn cho like, một share và đừng quên subscribe cho mình và đừng quên cái chuông để bắt được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Mình phải xuống dưới uống sữa mới được, trời ơi.